Tử vi tuổi Thân tháng 2 âm lịch năm 2021. Chào mừng quý cô bác và anh chị đã đến với chương trình tử vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên, xin kính chúc quý vị luôn gặp được nhiều may mắn, thành công trong cuộc sống cũng như công việc. Quý vị thân mến, có thể nói rằng khỉ là con vật thông minh, khôn khéo nhất trong 12 con giáp. Bởi vậy mà những người tuổi Thân không những tài giỏi, thông minh, nhanh nhẹn mà còn giàu lòng vị tha, luôn sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn. Những người tuổi Thân rất ham học hỏi, họ có thể thu thập thông tin cho mình dù ở bất kỳ đâu. Vì thế mà họ có kiến thức rộng, am hiểu nhiều vấn đề trong mọi lĩnh vực. Họ thích được tự do, đi du lịch và trải nghiệm những điều mới mẻ, thú vị xung quanh mình. Hôm nay, kênh Phong Thủy Gia Cát sẽ chia sẻ về vận trình của tuổi Thân trong tháng 2 âm lịch năm Tân Sửu 2021. Với mong muốn bản mệnh có thể nắm được vận trình công việc, sức khỏe, tình duyên để tiến hành công việc đạt được những kết quả mong đợi và tránh những thị phi, rủi ro. Vậy trong tháng này, các gia chủ tuổi Thân có gặp được may mắn, tài lộc, làm ăn phát đạt hay gặp đen đủi, xui xẻo đủ đường? Những công việc nào thuận để làm, công việc nào xui nên tránh? Mời anh chị hãy cùng theo dõi video để biết chi tiết, cụ thể. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong Thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mùa màng âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình. Mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi video. Tổng quan tháng 2 âm lịch năm 2021. Tháng 2 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 2 năm 2021 và kết thúc vào ngày 30 tháng 2 năm 2021 âm lịch. Từ ngày 13 tháng 3 năm 2021 dương lịch đến ngày 11 tháng 4 năm 2021 dương lịch. Tháng Tân Mão có nạp âm là Tùng Bách Mộc. Tháng Mão lục hợp tuất, tam hợp mùi và hợi thành mộc cục. Xung Dậu, Hình Tý, Hại Thìn, Phá Ngọ, Tuyệt Thân. Tháng này không phải là tháng có nhiều đen đủi đối với những người tuổi Thân. Tuy nhiên, có một số ngày trong tháng 2 âm lịch năm Tân Sửu 2021, những gia chủ tuổi Thân sẽ cần phải chú ý. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 7 tháng 2 năm 2021, từ ngày 19 tháng 3 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Bính Dần. Đặc biệt đại kỵ đối với các mệnh chủ tuổi Canh Thân sinh năm 1980 và mệnh chủ Nhâm Thân sinh năm 1992. Thứ hai là ngày âm lịch 19 tháng 2 năm 2021, từ ngày 31 tháng 3 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Dần. Đặc biệt đại kỵ đối với các mệnh chủ tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992 và tuổi Giáp Thân sinh năm 2004. Đây là hai ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Thân. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý. Tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc được thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp cho gia chủ đón được tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, còn có các ngày tốt đối với người tuổi Thân trong tháng 2 âm lịch năm Tân Sửu 2021. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 10 tháng 2 năm 2021, tức ngày 23 tháng 3 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Tỵ, có nạp âm là Đại Lâm Mộc.
Thứ hai là ngày âm lịch 22 tháng 2 năm 2021, tức ngày 3 tháng 4 năm 2021 dương lịch. Có nạp sát là Tân Tỵ, có nạp âm là Bạch Lạc Kim. Đây là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ đạt được những kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp, phù long, tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline của chương trình để được hỗ trợ hoàn toàn miễn phí. Tổng quan tử vi của tuổi Thân trong tháng 2 âm lịch năm 2021. Thứ nhất, về mặt sự nghiệp. Sự nghiệp của những người tuổi Thân có những bước phát triển rõ rệt trong tháng 2 âm lịch. Một phần lớn là nhờ bạn đã không ngừng cố gắng, nỗ lực khắc phục được khuyết điểm và phát huy những ưu điểm của mình trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Bản mệnh lại vốn là người luôn hăng hái khi bắt tay vào công việc, và thái độ đó khiến bạn chẳng hề ngại ngần trước những khó khăn. Bạn biết rằng khó khăn chính là cơ hội để mình rèn luyện bản thân cũng như khẳng định vị thế của mình. Bên cạnh đó, vẫn có một số khó khăn sẽ xảy ra đối với bạn. Đối với những người làm công ăn lương, bạn sẽ khó có thể bứt phá trong sự nghiệp của mình trong tháng này. Tuy nhiên, đối với những người tự kinh doanh hoặc doanh nhân thì bạn không nên cầu thả, phải cực kỳ thận trọng trong việc lựa chọn những đối tác, đặc biệt là khi ký thỏa thuận hoặc hợp đồng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, biết chi tiêu tiền của và những vấn đề cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo, có tác dụng hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ và là vật phẩm hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Thứ hai, về mặt tài lộc. Tài lộc của những người tuổi Thân trong tháng 2 âm lịch có những sự trợ giúp rất lớn, đặc biệt là từ những người kinh doanh buôn bán. Chỉ cần bạn dùng tâm để bán hàng, chắc chắn sẽ đạt được kết quả như mình mong muốn, thu về được những khoản lợi nhuận đáng kể. Mặc dù thu nhập tốt, nhưng chi tiêu cá nhân của bạn cũng sẽ tăng nhiều. Vì vậy, bạn biết nên lập kế hoạch tiêu dùng hợp lý để giữ cho thu nhập và chi tiêu của bạn được cân bằng với nhau. Bên cạnh đó, tháng này những gia chủ tuổi Thân sẽ dễ bị hư hao tiền bạc vào nhiều việc, trong đó có cả cho về sức khỏe. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, biết chi tiêu tiền của và những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Để không bị tiểu nhân ám hại, cản con đường công danh, sự nghiệp, tài lộc trong tháng 2 âm lịch, thì những gia chủ tuổi Tân Sửu nên mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Minh quang pháp bảo được coi là pháp khí hiệu quả nhất hiện nay, có tác dụng kích con đường công danh và tài lộc hiệu quả, giúp các gia chủ chớp thời cơ, nắm cơ hội thành công. Đồng thời, đây cũng là pháp khí của nhà Phật, được ra đời trên nền tảng chăn lọc những tinh hoa, trường khí tốt, giúp và sự hanh thông, tốt lành. Thứ ba, về mặt tình cảm và gia đạo. Chuyện tình cảm của những người tuổi Thân trong tháng 2 âm lịch vẫn rất khó khăn. Bạn thậm chí còn mắc thêm nhiều sai lầm nối tiếp nhau, khiến cho tình cảm bị rạn nứt, đôi bên hiểu lầm, mâu thuẫn sâu sắc với nhau. Đường tình trắc trở, những người độc thân khó tìm được một nửa cho mình. Bạn đang đặt mình vào thế khó khi mà đòi hỏi quá nhiều thứ. Mối quan hệ của bạn với bạn bè và người thân cũng có dấu hiệu lung lay. Trong khi bạn muốn có chút thời gian để sắp xếp lại công việc bộn bề, để nghỉ ngơi, nạp năng lượng,
thì dường như mọi người đang mong chờ những điều khác. Có thể cái họ muốn là sự quan tâm, chăm sóc nhiều hơn. Để chuyện tình duyên được suôn sẻ, hạnh phúc may mắn, thành công, các gia chủ cần mang bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam giác khai vận, Thân, Tí, Thìn. Đây là vật phẩm hỗ trợ tốt cho việc kích tình duyên, đồng thời giúp những gia chủ lập gia đình thành công, hạnh phúc, yên ấm cửa nhà, tình cảm khăng khít. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Sức khỏe của những người tuổi Thân trong tháng này rất đáng lưu tâm. Bạn rất dễ bị đổ bệnh trong mùa này, vì thế nên tìm cách phòng bệnh hơn chữa bệnh bằng việc đảm bảo chế độ dinh dưỡng phù hợp, không quên tập luyện thường xuyên. Ngoài ra, trong tháng này, người tuổi Thân cần tránh làm việc quá sức. Bạn cần có một tinh thần lạc quan hơn, lối sống và suy nghĩ mở rộng hơn mới có thể giúp bạn vui vẻ và yêu đời. Bạn nên thường xuyên đi chùa để giữ được tâm thế thanh tịnh, thoải mái. Những người tuổi Thân cũng nên sử dụng pháp khí phong thủy tam giác khai vận, Thân, Tí, Thìn của kênh phong thủy Gia Cát, có tác dụng kỵ tà, hóa sát, chiêu bình an, may mắn, cát lành cho gia chủ. Tử vi của từng tuổi Thân trong tháng 2 âm lịch năm 2021. Thứ nhất, tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968. Vận trình của người tuổi Mậu Thân trong tháng 2 khá là tốt đẹp, nhất là ở trên phương diện sự nghiệp. Bản mệnh có thể tìm được nhiều thời điểm để thể hiện năng lực của bản thân mình, nhận được sự đánh giá cao của cấp trên, từ đó có nhiều cơ hội để thăng chức, tăng lương, đạt được những bước phát triển lớn trong sự nghiệp của mình. Tuy nhiên, bản mệnh cũng không nên vì thế mà trở nên kiêu ngạo, coi thường người lớn, coi thường những người khác. Bản mệnh cần giữ thái độ khiêm tốn, có cách ứng xử khéo léo với tất cả mọi người. Kiêng kỵ nhất là việc nảy sinh mâu thuẫn với những người khác. Ngoài ra, những người tuổi Mậu Thân nên sử dụng pháp khí phong thủy là vòng tam giác khai vận để tăng thêm vận khí cho bản thân, kỵ tà, hóa sát. Thứ hai, tuổi Canh Thân, sinh năm 1980. Tuổi Canh Thân, sinh năm 1980 trong tháng này vận khí khá tốt. Chỉ cần tuân theo những kế hoạch đã được định ra từ trước thì có thể đạt được những mục tiêu mà bản thân mong muốn. Hãy nhớ câu cần cù bù thông minh, dù gặp phải bất cứ chuyện gì cũng đừng nghĩ tới việc nhờ cậy người khác mà cần phải có ý thức tự giác, dựa vào chính sức mình. May mắn trong tháng còn có quý nhân phù trợ, đặc biệt sẽ thu được những thành quả không tồi. Có điều đừng thấy thành công mà tự mãn, kiêu ngạo. Cần giữ cho mình sự khiêm nhường và tinh thần cầu tiến, cầu thị, ham học hỏi. Những người tuổi Canh Thân nên sử dụng pháp khí phong thủy, vòng tam giác khai vận để tăng thêm vận khí cho bản thân mình, kỵ tà, hóa sát và mang lại may mắn, tài lộc trong công việc và các mối quan hệ xung quanh mình. Thứ ba, tuổi Nhâm Thân, sinh năm 1992. Những người tuổi Nhâm Thân trong tháng 2 năm 2021 này, đối với vận trình nửa đầu tháng khá ổn định, sự nghiệp không có nhiều xáo trộn, bản mệnh đang có những thành quả khá tốt trong tay. Nếu bản mệnh muốn nhanh chóng tăng lương, thăng chức thì nên học hỏi, bồi dưỡng thêm về chuyên môn, cố gắng làm tốt nhất ở một mảng nhất định, thể hiện được khả năng làm việc độc lập của mình, đồng thời nhanh tay nắm bắt những cơ hội phát triển ở vị trí cao hơn. Tuy nhiên, trong chuyện tình cảm thì tháng này bản mệnh chịu nhiều áp lực trong công việc nên dễ đem những cảm xúc tiêu cực trút lên một nửa kia của mình. Để may mắn thuận lợi hơn, những gia chủ tuổi Nhâm Thân nên mang bên mình pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Pháp khí sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ và là vật phẩm hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Quý vị thân mến, trên đây chúng tôi đã chia sẻ với quý vị về vận trình tháng 2 năm 2021 âm lịch của các gia chủ tuổi Thân. Cảm ơn quý anh chị đã luôn quan tâm theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát sử dụng phù hợp cho từng tuổi,
và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng, hoặc tử vi của 12 con giáp trong từng tháng, đặc biệt là của những gia chủ tuổi Thân trong tháng 2 âm lịch. Anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang được hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Chúc anh chị và các bạn luôn thành công và thuận lợi trong cuộc sống.